Bị vợ bỏ theo trai trẻ, chàng trai chim cánh cụt với pha bẻ lái có 102. Chuyện là chàng trai chim cánh cụt Gray gặp được người tình trong mộng của mình ở sở thú tại Nhật Bản. Hai người đã có thời gian yêu thương nhau mặn nồng thì bỗng có một ngày, tự nhiên đâu ra một anh chàng chim cánh cụt trẻ đẹp trai xuất hiện. Cô vợ mê mẩn mà bỏ nốt ông chồng, những ngày tháng buồn rầu âu sầu cũng chóng qua đi. Anh mới nhận ra cô gái xinh đẹp biệt cắt tông kia luôn theo dõi mình, chỉ chờ ngày anh nhận ra em. Tình yêu trong anh lại dạt dào, không cần biết em là ai, em từ đâu. Cuộc sống của cậu đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Cho đến khi anh ấy nhắm mắt lìa đời, bên sở thú đã chôn luôn cùng tấm bìa cắt tông này. Tình yêu của anh chàng chim cánh cụt này khiến nhiều người vô cùng thích thú. Minh chứng cho một điều, tình yêu không phân biệt tuổi tác, thật hay ảo, được yêu đã là một niềm hạnh phúc.